mình là tài chủ của trang trại Như Sa Tín Tài đấy, thì trang trại Tín Tài thì chuyên về cung cấp các sản phẩm nhu yêu tươi nguyên cọc thì mọi người cũng đã biết đến rồi. Thì ở cái video ngày hôm nay Tài muốn hôm nay giới thiệu mọi người là trang trại đang làm ba cặp nhu cho anh Ngọc ở Hải Dương đấy. Thì anh Ngọc là khách quen của trang trại là tính đến đây là phải 3 năm nay mọi người nhé. Năm 2018 là anh lấy một cặp nhung là 9,3 lạng, thì đến năm nay anh mới quay lại. Thì sáng nay trang trại Tín Tài ấy, là cắt ba cặp nhung, thì cụ thể mọi người này để Tài lấy từng cặp cho mọi người, cụ thể từng cặp. Cặp này là cặp 7,1 lạng nhé, cặp nhung này là cặp 7,2 lạng này, và cặp này là cặp 8 lạng. Cặp này là cặp 8 lạng mọi người nhé, 8 lạng tròn. Đấy, cặp nhung này là cặp nhung 8 lạng tròn. Thì cả ba cặp này anh Ngọc lấy cả, và không phải ba cặp này là anh dùng hết đâu, mà là anh lấy giúp một chị làng xóm. Đấy, một chị làng xóm anh giới thiệu khi mà dùng cái sản phẩm này thì sức khỏe của anh tốt lên như nào. Thì chị đã nhờ anh lấy một cặp, thì tiện anh lấy cho anh hai cặp, xong là anh lấy hộ luôn cho chị một cặp nữa. Đấy, thì cái sản phẩm sức khỏe này thì trang trại Tín Tài phát triển nhờ vậy đấy mọi người. Tức là nhờ nhờ những cái lời giới thiệu, nhờ những cái lời giới thiệu từ những quý khách hàng thân quen, khách hàng đã sử dụng sản phẩm của trang trại. Đấy, và trang trại đi và phát triển từ từ theo cái uy tín và cái chất lượng của sản phẩm là như vậy. Thì mọi người, anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua nhung hiêu tươi trực tiếp tươi nguyên cặp như thế này thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới, trang trại sẽ tư vấn chi tiết, hoặc hãy liên hệ với trang trại Yêu Sao Tín Tài tại địa chỉ là Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và ở Hà Nội thì trang trại có cơ sở là trước đây là 162 Khương Đình, hiện tại là ở 2/6 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, thì mọi người là cứ liên hệ với trang trại để trang trại được tư vấn chi tiết kỹ hơn. Thì cô chú bác ấy thì biết đến trang trại cũng lâu rồi, tuy nhiên là đa phần là trang trại cũng muốn vận chuyển tươi nguyên như này để mọi người tự tay mọi người làm thì yên tâm. Nhưng mà khi mà đã thành thói quen ở trang trại rồi ấy, tin tưởng rồi, thì thường mọi người nhờ trang trại làm thì trang trại cũng sẵn sàng làm giúp. Thì hôm nay trang trại muốn quay video này để cho mọi người cũng biết đến sản phẩm thôi, và giới thiệu đến cái chuyện địa chỉ bán nhung hiêu ở trang trại chúng ta để mọi người biết nhiều đến cái sản phẩm này. Đấy, thì tiếp theo đề tài là quá trình thực tế mọi người nhé. Đây, ba cặp nhung rất là chất lượng, rất là chất lượng. Sáng nay thì Tài sẽ tiến hành làm luôn. Nếu mà quay cả video thì sẽ rất là dài, nên là Tài chỉ giới thiệu đến cái sản phẩm này thôi. Đấy. Bài cảm nhìn rất là đẹp. Tài sẽ tiến hành bước cồn nhé. Bước làm lông mọi người, Tài sẽ làm sạch ba cặp nhung này và sắt lát hết chân không lại. Đấy, gửi về cho anh là tự anh ngâm mật ong. Đấy, nhà anh có mật ong rồi nên trang trại không phải là ngâm trước cho anh đâu, mà chỉ là làm sạch lông và sắt lát thôi mọi người, làm sạch lông và sắt lát cả ba cặp luôn.
trang trại đã sắt lát xong 3 cặp nhung. Cặp này là cặp 71 lạng này. Đấy, 71 lạng. Thì trang trại cũng chuẩn bị hộp xốp và cái đá giữ lạnh nhé, đá gheo để chuẩn bị đóng hộp để gửi về cho anh. Cặp này là cặp 72 lạng. Đấy, trang trại chúng ta đã sắp lát và hút chân không lại rất là cẩn thận luôn. Và cặp này là cặp 8 lạng, chia thành hai túi theo yêu cầu của anh Ngọc. Đấy, thì cũng đóng lại chuẩn bị gửi về Hải Dương cho anh. Thì đây là cái sản phẩm thực tế trang trại nuôi được và làm tươi nguyên như vậy, về là anh tự tay anh ngâm để anh yên tâm. Và cái sản phẩm này nó giúp cho sức khỏe của mọi người tăng lên rất là hiệu quả, đặc biệt là đối với các anh em nam giới mà cái tuổi chúng ta yếu cái phần sức khỏe đi rồi, thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm hỗ trợ rất là tốt cho cái việc mà nâng cao cái hạnh phúc gia đình, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và nó là trong những cái bài thuốc hiếm muộn, và cái sản phẩm nung hiêu này nó là một thành phần chính trong các bài thuốc của các thầy thuốc đông y thường hay sử dụng. Và sau khi mà chúng ta phẫu thuật này, ốm dậy này, thì hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Thì cái sản phẩm này trang trại chúng ta là vận chuyển toàn quốc mọi người nhé, và cắt tươi giữ tươi nguyên cặp như vậy. Đây là anh Ngọc là khách quen, anh tin tưởng và anh chuyển khoản trước hết thì trang trại mới làm sắt lát sẵn cho anh, còn bình thường là trang trại sẽ gửi tươi nguyên cặp. Thì video cũng quay lại quá trình để cho mọi người biết được cái sản phẩm của trang trại và hiểu hơn về tín tài. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã đón xem, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.